Ok các bạn ơi, đây là một cái điều tuyệt vời khi các bạn đã xem đến cái video này. Đây là video vô cùng tuyệt vời luôn. Vì đây sẽ là video cuối cùng của cái phần nền tảng tiếng Trung của chúng ta. Video này chúng ta sẽ học về vận mẫu hay cách phát âm vận mẫu thì nói chung thế này. Vận mẫu thì có nghĩa là nguyên âm thôi. Chúng ta có 35 nguyên âm, nhưng mà người Trung thì người ta không gọi nó là nguyên âm mà người ta gọi nó là vận mẫu. Ok các bạn. Ok, thì cũng giống như thanh mẫu, chúng ta sẽ lại sử dụng với một trang web, đó là trang web Tôi học tiếng Trung. Và chúng ta sẽ học cái bài này, đó là 35 vận mẫu của tiếng Trung. Chúng ta sẽ có những vận mẫu đơn, vận mẫu đôi. Thì chúng ta sẽ lướt qua những vận mẫu đơn nhé. Vận mẫu đơn đây, ta sẽ có A, I, O, U. Đấy, giống như là các nguyên âm khác trong tiếng Việt và tiếng Trung là A, I, O, U. Uể oải đúng không ạ? Thế nhưng mà chúng ta sẽ có cái tiếng Trung, nó sẽ có một cái phát âm nữa, đó là cái chữ U ở trên đầu này, nó có hai dấu hai chấm. Đấy, thì dấu hai chấm ta thì ta ra cùng nhau nha. Rồi vận mẫu đơn nó sẽ có chữ A. A thì gần như quốc gia nào cũng đọc là A đúng không ạ? Anh, Trung hay là Nhật, Mỹ, Hàn thì chữ A này nó tương đối là giống nhau. A A A A A đúng không? Đấy, dễ rồi. Mồm há to là âm dài, tròn môi. Tiếp theo là âm O cũng là một âm tròn môi và nó nhẹ rút đỡ về sau một tí. O, O, O. Nó mang tính chất là giống O Việt Nam. Bây giờ ta sẽ nghe hai âm này. A A, O O. Đấy, đọc thành chữ O của Việt Nam. O O, đúng không? Tròn môi, O, O kìa. Đấy, vậy là chúng ta đã biết tiếng Trung có chữ O, chữ O thôi. Từ đây là từ E. Từ E thì ta đọc là ưa. Thực ra thì có lúc đọc là ơ, có lúc đọc là ưa. Thì cái này ta sẽ nghiên cứu sâu sau. Bây giờ ta cứ đọc là e, đọc là ưa đi. E đọc là ưa đi cho dễ đọc nhá. Cho nó hẳn sang ưa đi. ưa Ưa, ưa, ưa ưa. Âm y thì gần giống như âm y của chúng ta. Y, y y giống như y dài ở tiếng Anh. Y. u U thì quá dễ rồi. U, u, u. u Nhưng mà ta sẽ có âm U mà có dấu hai chấm này, thế là uy. Đấy, uy, uy, uy nghiêm. y Uy, đấy, uy, đấy, uy, uy, đấy, ta sẽ đọc vậy nhé. Y Uy, ok các bạn nhé. Uy. Nó dễ nhỉ, ta sẽ cùng nhau một lại lần nữa nhé. A A, O O, Ưa ưa, Y y, U u, Y uy, a, o, ưa, y, u, uy. Rồi, ok. Vận mẫu kép thì chúng ta nhìn thấy ta có thể đánh vần được luôn. Nó khá là giống với tiếng Việt của chúng ta. Thứ nhất, đầu tiên sẽ là âm ai. Ai Ai, giống hệt như âm tiếng Anh, đọc nước hai âm vào nhau. Đọc nước hai âm vào nhau, bạn học tiếng Anh rồi, phát âm này rất dễ. ai Ai ao 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 là ao ao ao. Tiếp theo là ân an ân, đúng rồi, ân. Tiếp theo ăn ân ăn ăn. Tiếp theo là o u ô o o o, giống hệt tiếng Anh đúng ung không? Chúng ta có âm ong nhưng đọc là ung nhé, này hơi khó một chút, từ này khó nhất thôi. Âm ong là ung 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 ung, các bạn nhớ nha, đừng nhầm nha. Ung, cố gắng ghi chép cẩn thận. Ê Ê, đọc là ê, tưởng giống hệt tiếng Anh. Ê, Ân ân giống hệt tiếng Anh. Ân, ân, đúng không? Ân, ân trong từ gì? Ân còn từ ơ, ân dơ đấy. Ơ, ân dơ, ân. Ưng Ân, ta có từ en đọc là ân nhá, bạn ghi chép này thật cẩn thận. En đọc là ân. Rồi ta có e với r đọc là ơ, giống hệt tiếng Anh. Er Tiếp theo nó có EI Ya EI EI Yao EI EI, ta đọc là EI đi, nó dễ đọc nhá. EI EI EI. Đấy, từ ao này đọc thành eo đi cho dễ đọc. EI ở bên trên này ta nói từ ao thì vẫn đọc là ao, thấy chưa? Ao Ao vẫn đọc là ao, nhưng mà khi mà nó đi với âm ba, khi mà các bạn nối nó vào âm ba thì các bạn nối là yao 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 Giao yao, bởi vì nó vẫn là âm đôi thôi, người ta vẫn tính đây là âm đôi chứ không phải tính đây là âm ba đâu.
yel, yel. Nên bạn nối đây là âm L nhé. Yên. Yên, yên là âm Y. Nên trước cái chữ ân, nhưng mà ta đọc là yên. Yên, yên. Các bạn ghi chép cẩn thận, cái này khó. Yên. Yên, tiếng Anh, tiếng Việt không có này, các bạn phải ghi chép cẩn thận nhé. Yên. 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 Tiếp theo nó có yang. Yang. Yang dễ hỏi đúng không ạ? Yang. 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 Tiếp theo y. Ye. 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 Rồi nó có yêu. 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 Yêu đúng không ạ? In, đó từ in. In. In, âm in. In. Âm in. In. In đúng không? Yung. 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 Yung, yung. Yung. Yung, yung. Cũng khá là dễ đúng không? Wa, wa, wa. 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 Đấy là gần giống với oa, vẫn là ua nhưng mà gần giống với từ oa, oa. 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 Oai. Oai, oai tức là oai nó, oai. Oai. Oai, tức là uân, uân. À, thế nào ngoan ngoan ta biết là uân nhưng mà đọc là ngoan 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 đấy. Thế theo là uông à, thế theo là u ưng nhưng mà đọc là hoang 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 đấy. U o ta sẽ đọc là u o uo 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 uo. O u đọc là o, còn u o đọc là o. U y đọc là u. Uy. Đấy, uy. Uy. Thế chắc là u un đọc là un. 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 Đấy, uy là un. Ta có từ uy đọc với từ e, đọc là uy. Uy. Đấy. Uy. 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 Ta có từ uy đọc với từ n. Thì đọc là uy cộng n à, yuan yuan đấy. Yuan yuan okay. Ta có từ uy đọc mấy n đọc là uyên 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 từ dầu nguyên uyên uyên đấy rất là dễ đúng không ạ uyên 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 đấy cái này chỉ khó nào bây giờ các bạn thấy nó lạ quá đấy, các bạn thấy nó lạ quá thì các bạn ấy thôi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lướt một lần từ trên dưới. Các bạn thấy lạ thôi, các bạn làm quen vài lần các bạn đọc được. À, không gì khó cả. Đấy các bạn nhìn lại cái bảng phần mẫu này. Thống kê này. Đấy. Và chúng ta cùng nhau đọc lại một lần nhá. A a o o ư i i u u y y ai ai ao ao an an ang ang ô ô ung 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 a a a ân 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 ưng 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 er a a a ya ya yao yao yan yan yang yang ye ye yo yo yin 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 yung yung wa wa wai wai wan wan wang wang wo wo wei wei wen wen yue yue yuan yuan yun yun. Thực ra thì nó dễ thôi. Các bạn thấy bây giờ nó nhiều quá, đang não các bạn đang cảm thấy áp lực, nhưng mà các bạn cứ quên hết nó đi. Các bạn đây là các bạn hiểu không? Đây là nền tảng. Khi các bạn xây dựng nền tảng ấy thì nó là cái sự những cái sự va vấp với đầu thôi. Bây giờ các bạn cứ học được xong các bạn cứ quên đi cũng được. Rồi, sau này các bạn lại học lại. Nền tảng ta cứ làm đi làm lại thì nó tự dưng nó vững.
không phải là các bạn một phát các bạn có thể học một phát các bạn này hiểu hết, nắm bắt được hết rồi nhớ được hết, không, các bạn đây là luyện tập làm quen với nó thôi. Đấy. Tạm thời biết nó là như vậy đã, ok nhé. Chúng ta làm lại một lần nữa đây cho cái não ta nó căng thẳng hẳn đi. A A O O Ư Ư I I U U Ư Ui Ai Ai Ao Ao An An Ăn An Ô Ô Ung 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 Ê Ê Ân Ân Ưng Ân Ưng Ân Ơ Ơ Ơ Ơ Gia 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 Giao 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 Yên 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 Yăng 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 Yê 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 Yêu 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 giống như yêu nhau nhỉ. Yên In Yên In Yung Yung Hoa Oa Oai Oai Oan Oan Oang 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 Uo Ua Uê Uê Quân Uân Yê Uê Yên Uyên Yên Uyên à, cũng dễ đâu, không có gì khó cả. Các bạn thấy ok nhá. Thì kết thúc bài này sẽ là kết thúc cái phần nhàm chán của cái việc xây nền, đúng không ạ? Việc xây nền rất là quan trọng. Mình nhắc lại nữa các bạn là nền tảng nó làm cái gì nó vô cùng quan trọng. Nếu các bạn lập vững nền thì sau này các bạn xây những viên gạch lên thì cái nhà nó mới vững chắc được. Có thể là các bạn muốn làm cái nhà đẹp hay là muốn làm cái nhà to hay muốn rộng hay muốn như thế nào, nhưng mà cái nền là phải vững chắc. Đấy, thì nói chung là những cái nền này chúng ta cứ quên hết đi. Đấy, xong rồi vào bài thì chúng ta sẽ nhớ lại nhé. Thì mình sẽ lướt sóng các bạn nhanh những gì mình đã dạy trong cái nền này. Nhất là ta sẽ biết là chữ Hán là có phồn thể và giản thể. Phồn thể thì không được dùng nữa rồi, mà giản thể bây giờ mới được dùng nhiều, đúng không ạ? Là phổ thông và phổ cập. Phồn thể chỉ để viết sớ thôi. Tiếp theo là cách chữ Hán thì nó có sổ ngang, chấm, hất, phẩy, mác, cập, móc. Đấy, thì nó chung quy là những cái nét ngang, nét dọc, nét chéo, nét xiên thôi. Đấy, như vậy, nét chấm, nét hất, nét móc lên. Chung quy nó chỉ vậy, nó gọi vẽ. Đấy, thì là mô phỏng cho các bạn những cái chữ đây, cái hình vẽ của nó đây, nó được ghép với nhau thì chúng ta đã có quy luật viết rồi, đúng không ạ? Ta không phải là thích viết cái nét nào trước được, mà ta phải viết làm sao để cho nó đẹp. Đấy, nó là ngang trước, ta viết cái từ cái ngang trước và cái thẳng sau, sổ sau. Ta viết cái nét phẩy trước, mác sau. Nét phẩy nét phẩy là nét từ phải sang trái, đúng không ạ? Còn nét mác là nét xiên hay là nét từ trái sang phải này, để viết sau. Đấy. Tức là viết nét bên trái trước, nét bên phải sau, thì nó phải viết từ phải sang trái mới được nét bên trái trước. Đấy. Nói nó khó, các bạn cứ quên hết đi được, sao cả. Tiếp theo là nét viết trên trước dưới sau, cứ viết trên trước thì dưới sau, từ trên xuống dưới, từ trái thì qua phải, trái trước phải sau, cái này là thiên hạ làm rồi, quá đơn giản. Tiếp theo là ngoài trước thì lại trong sau. Đấy, chúng ta phải chơi ở bên ngoài trước, chơi ở bên trong sau. Đấy, ra ngoài hứng thú đã, chơi bên trong sau, vào trước đóng sau. Đấy, chúng ta phải vào trong phòng, tao đóng được cửa phòng. Ok, tiếp theo là có giữa trước hai bên sau, chúng ta phải giữa trước hai bên sau, đúng không ạ? Rất đơn giản thôi, ta phải muốn cân đều, muốn chia đôi được một cái chữ ra, nó ở giữa cái chữ bạn ở giữa cái ô vẽ hay chữ nó cân đều hai bên, thì các bạn phải viết là giữa trước hai bên sau. Đây những quy tắc viết vào bài ta sẽ học đơn giản thôi. Còn gì còn học phát âm thì ta đã có 21 thanh mẫu, ta có 21 phụ âm trong bài trước và 35 nguyên âm trong cái bài này, thì nó là tất cả cái nền tảng nói chung quá là quan trọng và mình đã chia sẻ hết cho các bạn. Thì bắt đầu từ buổi sau ta sẽ học vào giáo trình, sẽ là cái những cái khó hơn một chút nhưng mà lại hứng thú hơn một chút, bởi vì nó hiệu quả, hữu ích và nó áp dụng được thực tế luôn, chứ không phải như cái này nó chỉ là xây nền thôi, là cái mà gần như mà các bạn không
không ấy lắm, đúng không? Không thích lắm. Thôi thôi, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.